Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 400 triệu token có cái hiệu là IC Swap nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở tram start chatbot nè. Rồi bạn bấm số này drop nè. Rồi bạn lướt xa để đi tiếp nha bạn. C5 I M 9 U Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho group controller nè. Cho group nè. Rồi bạn bắt up lên các bạn. Cho tiếp controller nè. Bắt up lại. Tiếp tục follow Twitter nè. Xin tờ Twitter nè các bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn like và review cho Pinbot nha các bạn. Bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn ba người bạn mình vào nha các bạn. Rồi các bạn tự quyết lên. Sau đó các bạn bắt up lên nữa. Các bạn bấm vào mục submit detail nữa các bạn. Rồi nó hỏi có join in group controller không mà bấm done. Tiếp tục các bạn điền lại username Telegram của mình nha các bạn. Submit you. Sorry các bạn. Các bạn điền lại username Twitter của mình nha. Thì các bạn mở Twitter mình ra nè các bạn. Các bạn copy username mình nằm chỗ này nha các bạn. Account winvin nữa nè. Chính. WinVNH9 các bạn. Mở cho bot nào. Sau đó các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 trên giấy chocolate của tất cả các bạn nè. Rồi sau đó bấm balance để check số cảm kiếm được các bạn. Ok, mình đã nhận được 400 triệu tôi cần IC Swap nè. Và bấm vào Mega Firm lên ghép chia sẻ trong về những thằng để kiếm được tôi cần các bạn. Video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo nhé.